Chào các bạn, tôi là Trần Thế Long. Hôm nay thì tôi sẽ đồng hành cùng các bạn trong cái chương trình Thiền Khí Công Dịch Cân Kinh. Bản thân tôi thì là cái người đã từng có rất là nhiều bệnh tật. Sau khi mà tôi rèn luyện những cái phương pháp dưỡng sinh phương Đông thì tôi có được một cái sức khỏe và cái tinh thần nó tốt hơn. Tôi mong muốn là trong cái chương trình này thì tôi có thể chia sẻ lại những cái kiến thức, những cái kỹ năng, kinh nghiệm. Bản thân cái chương trình Thiền và Yoga Khí Công này thì cũng được chuyển thể từ cái đề tài nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Phương Đông. Cái đề tài này được Hội đồng Khoa học nghiệm thu và đánh giá là có lợi cho cái sức khỏe thể chất và tâm lý. Cái khóa học này có hai cái phần chính. Cái phần thứ nhất là cái phần về thiền và phần thứ hai là phần về khí công. Phần thiền ấy thì nó sẽ thiên về cái việc trị liệu về tâm và cách cái điều khiển hơi thở, cách giữ cái tâm mình ổn định, cân bằng. Thứ hai là cái phần về khí công. Khí công thì nó thiên về thân, nó là rèn luyện để sao cho cái thân mình nó khỏe mạnh, gân cốt nó được cân đối hơn, cứng hơn. Thì cái hai cái này nó giống như là hai cái âm và dương. Một cái thì là thiên về tâm và một cái thì thiên về thân. Thì thân thể với tâm thức của mình nó giống như hai cái cung bậc của cùng một cái tồn tại. Thì khi mà cái thân thể của mình nó ốm bệnh thì cái tinh thần nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cái ngược lại, khi mà cái con người nó âu lo, sợ hãi hay là cái tinh thần nó hoảng loạn thì cái thân thể nó cũng dễ sinh ra bệnh. Thì cái phương pháp này tôi hy vọng nó là cái phương pháp cân bằng nhất, vừa rèn luyện thân và rèn luyện tâm. Và tôi cũng mong muốn rằng là qua khóa học này các bạn có thể học được một phần những cái kỹ năng mà tôi chia sẻ. Cảm ơn các bạn.